Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trái với diễn biến tăng tốc ở phiên đầu tiên, cổ phiếu VFS của hãng xe điện VinFast vừa khép lại phiên giao dịch thứ hai trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ vào rạng sáng ngày 17 tháng 8 trong sắc đỏ, giảm điểm. Vừa vào đầu phiên mã VFS lập tức bị nhà đầu tư dồn dập bán ra, rơi xuống vùng giá 25 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, tương đương giảm hơn 48% so với giá của phiên trước, 37,6 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Sau đó lực cầu tăng lên, thu hẹp dần đà giảm, phe bán và phe mua giằng co quanh vùng 28 đến 29 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Trải qua áp lực điều chỉnh, cổ phiếu của VinFast chính thức chốt lại phiên giao dịch thứ hai trên sàn Nasdaq với mức giá 30,11 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, giảm gần 19% so với phiên liền trước. Lượng cổ phiếu được nhà đầu tư sang tay trong phiên chỉ đạt hơn 2,8 triệu cổ phiếu, sụt giảm hơn 2,4 lần so với phiên trước. Với thị giá vừa được xác lập, vốn hóa thị trường của VinFast tụt ở mức 70 tỷ đô la Mỹ, giảm 15 tỷ đô la Mỹ so với phiên ra mắt. Cổ phiếu VinFast bị bán ra, vốn hóa bị bốc hơi một phần, khiến khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng bị ảnh hưởng. Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực trên bảng xếp hạng của Forbes, vị tỷ phú này đang có khối tài sản 37,5 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 16% so với phiên đầu tiên VinFast chào sàn. Diễn biến cổ phiếu VinFast đồng pha với tình hình chung của thị trường chứng khoán Mỹ. Khép phiên giao dịch, phố Wall đỏ lửa trên cả 3 chỉ số chính. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones bị giảm 0,52%, xuống còn 34.765,74 điểm. Sắc đỏ cũng bao trùm chỉ số sàn Nasdaq, ghi nhận mức âm 1,15%, rớt xuống vùng 13.474,63 điểm. Chỉ số S&P 500 bị giảm 0,76%, lùi về mốc 4.403,33 điểm. Theo CNBC, tại cuộc họp gần nhất, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed đã tỏ ra lo ngại về tốc độ lạm phát, cho biết có thể cần tăng lãi suất nhiều hơn trong tương lai, trừ khi các điều kiện thay đổi. Hầu hết những người tham gia cuộc họp đều ủng hộ việc tăng lãi suất, thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ. Fed cũng lưu ý rằng nền kinh tế có khả năng chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp có thể nhích lên. Tập đoàn VinGroup và hai doanh nghiệp khác do ông Phạm Nhật Vượng sở hữu là VIG và Ascent Store đang nắm chặt tổng cộng hơn 99% cổ phần của hãng xe điện VinFast. Mặc dù có hơn 2,3 tỷ cổ phiếu VFS được lưu hành, nhưng VinFast chỉ tung ra khoảng 4,5 triệu cổ phiếu, trong số đó cho nhà đầu tư có thể mua bán tự do, free float, trên sàn chứng khoán. Số cổ phiếu có sẵn để giao dịch so với tổng lượng cổ phiếu lưu hành quá chênh lệch, phản ánh tỷ lệ free float của VinFast nằm ở mức rất nhỏ. Tỷ lệ free float của một cổ phiếu được xem là thước đo quan trọng, đánh giá được những rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư. Đặc điểm của cổ phiếu có tỷ lệ free float nhỏ là chênh lệch giá mua bán rộng, dễ xảy ra các biến động mạnh, tăng sốc, giảm sâu. Tính thanh khoản hạn chế, nhà đầu tư có thể đối mặt với việc khó bán lại, khó xoay nguồn vốn. Ngược lại, các cổ phiếu có tỷ lệ free float lớn thường có biến động tăng giảm giá chậm hơn, nhà đầu tư tự do chuyển nhượng hơn. Khi VinFast ra mắt sàn chứng khoán Mỹ, bà Lê Thị Thu Thủy, tổng giám đốc VinFast cho biết, VinFast sẽ có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn để đẩy nhanh quá trình mở rộng thị trường quốc tế, tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới và đem các sản phẩm xe điện đến gần hơn với tất cả mọi người. Có thể thấy, vì hãng xe điện này lên sàn chứng khoán Mỹ là nỗ lực rất lớn, không chỉ mang đến lợi thế lớn về mặt thương hiệu mà còn mở rộng mối quan hệ với những doanh nghiệp toàn cầu. Song song đó, huy động vốn chính là mục tiêu quan trọng mà doanh nghiệp đang hướng đến. Lưu ý, tỷ lệ free float cao thường sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu hoặc tăng vốn điều lệ. Từ đó, thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh. Với diễn biến hiện nay, cần thêm thời gian để đánh giá tốt hơn về cổ phiếu, cũng như nắm rõ hơn tình hình huy động vốn của VinFast. Với đà giảm cổ phiếu của VinFast trong phiên giao dịch thứ hai tại Mỹ, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, người giàu nhất Việt Nam vẫn đứng trong top 40 người giàu nhất thế giới trên bảng xếp hạng của Forbes. Theo cập nhật trên bảng xếp hạng của tỷ phú đô la Mỹ thế giới Forbes, người giàu nhất Việt Nam đang sở hữu khối tài sản trị giá 37,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương mức giảm 7 tỷ đô la Mỹ cùng đà giảm của cổ phiếu VFS sau phiên giao dịch ngày 16 tháng 8. Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng ở vị trí thứ 33 trong danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới theo thời gian thực của Forbes, ngang ngửa với tỷ phú Lý Gia Thành và nhỉnh hơn một chút so với CEO Tencent, Mã Hóa Đằng và nhà sáng lập Unicorn Tadashi Yanai. Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 16 tháng 8 của thị trường chứng khoán Mỹ, người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk cũng ghi nhận giảm 4,7 tỷ đô la Mỹ tài sản. Bên cạnh đó, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg và Larry Ellison
cũng giảm trên 2 tỷ đô la Mỹ mỗi người. Tài sản của các tỷ phú hàng đầu cũng biến động đáng kể theo đà giảm của cổ phiếu đang nắm giữ. Ở thị trường chứng khoán trong nước, cổ phiếu VinGroup, VIC, công ty mẹ của VinFast, hôm 16 tháng 8 tăng trần 4.900 đồng lên 75.600 đồng mỗi cổ phiếu. Thanh khoản tiếp tục ở mức cao với hơn 19,7 triệu cổ phiếu được sang tay với giá trị hơn 1.490 tỷ đồng. Trong phiên chào sàn 15 tháng 8, cổ phiếu VFS của VinFast mở cửa ở mức 22 đô la Mỹ, giảm xuống dưới 17 đô la Mỹ, ngay sau đó rồi bật ngược trở lại lên 28 đô la Mỹ trước giờ nghỉ trưa. Ngay sau đó, lực cầu mạnh nhanh chóng kéo cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô Việt Nam tăng vọt. VinFast chốt phiên giao dịch đầu tiên trên Nasdaq ở mức hơn 37 đô la Mỹ, tương ứng vốn hóa hơn 85 tỷ đô la Mỹ. Theo Barron, màn ra mắt của nhà sản xuất xe điện Việt Nam cho thấy các nhà đầu tư vẫn quan tâm đến các công ty sản xuất xe điện khởi nghiệp được hỗ trợ bởi các công ty mua lại có mục đích đặc biệt SPIC. Mức vốn hóa của VinFast sau phiên giao dịch đầu tiên cao hơn mọi công ty xe điện khởi nghiệp tại Mỹ cộng lại. Con số này cũng lớn hơn nhiều vốn hóa của các nhà sản xuất ô tô truyền thống như Ford Motor, GM, Stellantis, BMW, Volkswagen, tập đoàn Mercedes-Benz và nhiều hãng xe khác. Sau phiên giao dịch 15 tháng 8, VinFast cũng điền tên vào danh sách những công ty xe điện giá trị nhất thế giới. Đứng đầu danh sách này là Tesla với quy mô vốn hóa gần 740 tỷ đô la Mỹ, BYD là 87 tỷ đô la Mỹ, hai công ty đứng tiếp theo là VinFast vốn hóa 85 tỷ đô la Mỹ và Li Auto 40,1 đô la Mỹ. Con số 85 tỷ đô la Mỹ của VinFast cũng vượt xa công ty xe điện đứng thứ hai tại Mỹ là Lucid Motors với vốn hóa sau phiên hôm qua dừng ở mức 14,5 tỷ đô la Mỹ. Cơ cấu cổ đông cô đặc khiến số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng free float cho các nhà đầu tư khác giao dịch ở mức thấp. Theo đó, cổ phiếu sẽ có xu hướng dao động mạnh. Tuy nhiên, theo Bloomberg, các giao dịch liên quan đến SPIC gần đây khác đã trải qua những phiên giao dịch bùng nổ ban đầu, nhưng ngay sau đó là đà giảm mạnh khi các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Nếu VinFast có thể giữ được vùng giá giao dịch hiện tại, công ty này sẽ ở một vị thế vượt trội so với hiệu suất ảm đạm của các nhà sản xuất ô tô điện khác được niêm yết thông qua SPIC, bao gồm Lotus Motors, Nikola hay Faraday Future Intelligent Electric. Các công ty khởi nghiệp này đến nay đều giảm hơn 90% giá trị thị trường kể từ khi sáp nhập. Trong buổi lễ trung chuông khai trương giao dịch cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq tối ngày 15 tháng 8 theo giờ Việt Nam, ông Bob McCoy, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Thị trường Vốn Toàn cầu của Nasdaq đã có những chia sẻ. Tôi là Bob McCoy, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Thị trường Vốn Toàn cầu của Nasdaq. Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời khi chúng tôi được chào đón VinFast đến với gia đình Nasdaq. Chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq dưới mã giao dịch VFS, xin chúc mừng tất cả các bạn. Thay mặt CEO, đội ngũ lãnh đạo và các thành viên của Nasdaq trên toàn cầu, tôi thật sự vui mừng khi được chào đón VinFast đến với đại gia đình Nasdaq. Nasdaq rất vinh dự khi được hợp tác với VinFast trong dự án niêm yết này và rất hào hứng được lần đầu tiên chào đón VinFast đã từ bên kia đại dương góp mặt tại đây trong buổi lễ trung chuông, đánh dấu sự kiện hợp nhất kinh doanh thành công cùng với BlackSpace Acquisition và chính thức trở thành một thành viên của gia đình Nasdaq. Một lần nữa, xin được chúc mừng các bạn. VinFast, thành viên của VinGroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, là nhà sản xuất ô tô xe điện hàng đầu, cam kết với sứ mệnh vì một tương lai xanh cho mọi người. VinFast tin rằng một tương lai bền vững chỉ có thể khi tất cả mọi người đều có thể tiếp cận với những chiếc xe điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường, thông qua quan hệ đối tác toàn cầu với các nhà cung cấp và các tổ chức đáng tin cậy, cũng như các khoản đầu tư chưa từng có tiền lệ vào nghiên cứu và phát triển R&D. VinFast đã sẵn sàng dẫn đầu cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. Họ đã kết hợp tuyệt vời giữa thiết kế đẹp mắt, công nghệ tiên tiến và quy trình sản xuất hiện đại nhất để tạo nên nhà sản xuất ô tô toàn cầu đầu tiên của Việt Nam. VinGroup đã và đang thay đổi cách sống của người dân Việt Nam trong 30 năm qua, và giờ đây VinFast mang sứ mệnh đó vươn ra tầm thế giới. Sứ mệnh của họ đầy tham vọng nhưng đơn giản, kiến tạo một tương lai bền vững cho mọi người. VinFast hiện đang vận hành một tổ hợp sản xuất ô tô hiện đại tại Hải Phòng, đạt tới 90% tự động hóa trong các quy trình sản xuất và công suất hàng năm lên tới 300.000 chiếc mỗi năm. Tôi thật sự tự hào vì đã được đến Hải Phòng trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái và tận mắt chứng kiến. Trong tháng trước, VinFast đã động thổ nhà máy sản xuất ô tô mới tại Bắc Carolina với công suất dự kiến đạt 150.000 xe trong giai đoạn 1, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng toàn cầu và phát triển chuỗi cung ứng tại Bắc Mỹ. Buổi lễ niêm yết tại Nasdaq hôm nay là một khẳng định mạnh mẽ cho sự lao động và cống hiến tận tụy của mọi thành viên của VinFast. Mọi niềm đam mê dẫn lối, tiên phong và đổi mới sáng tạo, chính con người và văn hóa của VinFast đã mang đậm dấu ấn của tinh thần khởi nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô.
Nasdaq rất vinh dự được chung vai cùng VinFast trong buổi lễ trung chu ngày hôm nay. Chúng tôi mong đợi về một hợp tác thành công rực rỡ cùng nhau. Chào mừng đến với gia đình Nasdaq. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào!